Minh Thúy xin kính chào quý vị hôm nay thứ Sáu, 31 tháng 5, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, vào đầu thập niên năm 1962 thì Hoa Kỳ đã gửi rất nhiều chuyên gia sang Việt Nam. Các cố vấn quân sự, các chuyên viên kinh tế, nông nghiệp, kỹ thuật, tình báo. Nhưng ít có ai biết rằng Hoa Kỳ còn gửi thêm một số nhân viên đặc biệt nhằm theo dõi tiến trình hoạt động của các nhân viên Mỹ lẫn các nhân viên Việt Nam. Những nhân viên đó thường không có nhiệm vụ gì khác ngoài việc quan sát và tìm hiểu. Ông Frank Scotton là một trong số những nhân viên đặc biệt đó. Frank Scotton là một nhân viên của Phòng Thông tin Hoa Kỳ, đã làm việc ở Việt Nam từ năm 1962 đến năm 1972. Vai trò của ông ở Việt Nam là một vai trò hết sức đặc biệt, nửa dân sự, nửa quân sự. Ông hoạt động hoàn toàn tự do, gần giống như một ký giả săn tin, nhưng cũng nhận công tác biệt phái mỗi khi có yêu cầu của các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ như Bộ Viện trợ Quân sự hoặc của Sở Tình báo hay là Tòa đại sứ Hoa Kỳ. Không bị giới hạn vào một công tác nhất định nào đó và cũng không bị trói buộc trong các nhiệm vụ thường tình của các văn phòng hành chánh. Ông đã tự mình đi khắp bốn vùng chiến thuật để tìm hiểu tình hình Việt Nam. Khởi đầu như một nhân viên săn tin cấp thấp của Phòng Thông tin Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông đã đi sâu vào đời sống của người dân Việt Nam ở các thôn ấp, đã tự mình tìm hiểu, lượng định tất cả mọi kinh nghiệm bằng những sự tiếp cận trực tiếp của bản thân ông với những thực tế ở Việt Nam. Các cuộc tìm hiểu của ông đã khiến cho ông trở thành một trong những người Mỹ hiểu rõ nhất về tình hình cuộc chiến Việt Nam. Khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt thì đa số người Mỹ đã đặt câu hỏi là tại sao người Mỹ lại thua cuộc ở Việt Nam. Và theo nhận định của một số người Mỹ thì ông Frank biết rõ câu trả lời. Frank Scotton đã vào cuộc ở Việt Nam ở lứa tuổi 20 và rời Việt Nam ở lứa tuổi 30. Ông vào Việt Nam với lý tưởng của một người trẻ đi tìm mục đích và rời Việt Nam với kiến thức cay đắng về sự thất bại của Hoa Kỳ và của bản thân ông ở Việt Nam. Khi được hỏi về tác phẩm Việt Nam, Cuộc chiến leo dốc, thì ông Frank Scotton đã trả lời rằng ông bị quẳng vào Việt Nam như một người mù tịch về mọi sự việc và chỉ với một ít kiến thức hạn bét về tiếng Việt. Vậy tại sao một nhân viên hạng bét như thế lại có thể trở thành một sáng lập viên của các đội dò thám ở Long An, các đội chống du kích ở các thôn ấp Việt Nam, tiền thân của các đội hoạt động nhân dân mà Sở Tình báo Hoa Kỳ đã dùng những mô thức căn bản đó để phát triển thành một khuôn mẫu hoạt động rộng lớn hơn trong toàn cõi miền Nam Việt Nam? Quá khứ của ông ra sao? Ông được lựa chọn trong hoàn cảnh nào? Với những tiêu chuẩn gì? Ông đã tiếp xúc với những ai, đã chứng kiến những gì và suy nghĩ ra sao trong quá trình quan sát đó? Xin mời quý vị lắng nghe câu chuyện Việt Nam của một nhân viên cao cấp Sở Ngoại vụ Hoa Kỳ, ông Frank Scotton, qua phần 1 loạt phỏng vấn đặc biệt do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Hi Frank. I want to have a conversation with you, so to provide a view for the Vietnamese to understand more how the Americans came to Vietnam. You were just one of the typical ones, but I hope that after the conversation, the Vietnamese will get to understand more of why you come to Vietnam, who are you, what do you think before and after this long journey that you've been to Vietnam since 1962, I think. Yes. And then you got out just at the right time, 1975, before the country fell. Okay. Yes. Could you tell us a little bit about your background growing up as a kid? Well, I think that one of the critical factors for me when I was young was the absence of my father. He was killed in World War II. Caring, sometimes I thought intrusive, but always concerned uncles, six of them, kind of kept an eye on me, and when I was occasionally in behavioral difficulty, they would intercede and
do their best to see that I was back on the right track. On one occasion, the result of that was some testing psychologically at one of the universities in Boston, Massachusetts. How old were you when they did the test? At that time, I was 15 years old. And so I was set on the right track in terms of potentially being able to go to university. And the one toward which I was guided was American University in Washington, D.C. So I graduated from American University in 1960 and once again was guided, I would say, by some concerned professors and others who'd helped with the funding of my university education. What's your major? International relations. And because of the location of Washington, D.C., American University had some adjunct professors who worked otherwise with the U.S. government. One of them being in the Department of State Intelligence and Research section, who was very analytical and supportive of questions that I've raised. So I did some training in Hawaii, and while there, the person that I responded to suggested I take the Foreign Service exam. So I did do that and passed, and had the option then of either going with the Department of State or with the U.S. Information Agency, which now no longer exists since 1999 when it was abolished. And I opted for then, at their suggestion, for the USIA, and was initially put in line for potential assignment in Cambodia. But at the last minute, as developments seemed to increase pace in South Vietnam, it was suggested that instead I go to South Vietnam. Okay. Before we delve deep into that, I want to ask you, you said your major was international relations. Yes. Was that your choice in the beginning, or was you guided by something? Why didn't you choose something like a history, a sociology, anything like that, international relations being fairly, you know? Well, I was interested in a variety of things. I was interested in sports medicine, for example. Part of my university tuition was paid by the athletic department. I was also provided a job in the buildings and grounds department. And then the other third was picked up by the office that was located in New York that had an interest in educational opportunities for the children of World War II veterans who'd been deceased in battle. I think that office probably no longer exists, but it certainly was a big help for me. So I had a variety of interests, but it was after the first semester where I took a variety of courses, including one in sports medicine, it was suggested that I concentrate more on history and international relations. When you say it was suggested, then by whom? I had an advisor, faculty advisor. So, okay. So I made that change. Mm-hmm. So the choice for service in Vietnam was an evolving choice. One that evolved from my educational background, some additional training in Hawaii, an initial on paper assignment to Cambodia, but then as developments altered in Vietnam in 1962, it was suggested that my orders were changed for Vietnam, and I was provided with about 3 weeks of Vietnamese language training. Not very much, but enough to introduce me to the intricate nature of spelling Vietnamese, the tonal content, the difference in pronunciation between the South,
Sadek, for example, versus Sadek, as a northerner might pronounce it. So I was off to Vietnam. Now, on arrival, I was positioned to work with a fellow named Everett Baumgartner, a USIA, USIS officer, but one with a varied background. At that time, there were not categories of boxes so much and lines of command organizationally as took place later. The people that I was meeting in Vietnam, they all seemed to know each other. John Mecklen, for example, the USIS director, had been at the Normandy breakout in World War II, had been at one point briefly captured by the Germans, had been in North Vietnam, was, I think, on the battlefield when a well-known Spanish Civil War photographer, might have been, was his name Aldo Rey? I'm not sure, but he did a famous photograph of a man falling just as he was struck by a bullet. And that Spanish photographer was killed in North Vietnam, and John Mecklen and Lou Conin were right there with him on the day that it happened. General Lansdale, Rufus Phillips, they all seemed to know each other, and irrespective of boxes and lines, they cooperated and worked together. Mời quý vị đón xem phần 2 phỏng vấn đặc biệt với ông Frank Scotton, nhân viên cao cấp Sở Ngoại vụ Hoa Kỳ, sẽ được phát hình vào tối thứ 6, ngày 7 tháng 6, 2024.